Đi nào. Ủa mốt không mặc áo khoác hả? Mốt tùm lao. Ủa hai cha con liều vậy? Thằng mặc quần đùi về Hà Nội cái bỏ hết áo rồi. Đi thôi. Đó, đông vui chưa? Trước nhà luôn. Ủa đi lối nào? Thằng này nó rối á. Ủa ở đây cũng có đồ có công an. Ồ, lạnh quá. Đây nè, đi trước đây nè. Ồ, đồ ăn quá trời luôn. Ngon quá vậy. Ba. Ồ, quán xá đông đúc hả? Ồ, hấp dẫn chưa? Nè, bên đây nè. Ồ, ban đêm đông vui hả? Phố Đinh Liệt. Phố Đinh Liệt hả? Bán đồ bên đây nè, bên đây đồ quần áo quá trời luôn. Đông vui quá. Ủa ba đi lối nào mà cứ đi hoài hả? Ba nói gần mà sao đi hoài vậy? Mẹ kỳ quá, sao ba không có chơi với ba mẹ nữa? Không có chơi. Mấy ngày lên đây, ra đây đi bộ hoài luôn. Giờ cũng tiếp tục đi bộ nha mọi người. Đi la liệt. Mà đông vui. Gì giống ca sĩ Tuấn Hương vậy? Hát hả? Ca nhạc hả? Có môn nhảy kìa. Cũng được. Có môn nhảy kìa. Má. Làm gì nhảy dữ vậy? Ok, nó vui kìa. Nó nói là nó vui nên nó nhảy á mọi người ơi. Nó kinh khủng. Nhìn cái tường. Ui cái quán này đẹp quá này ba. Ở đây nè, ốc tàn ngay đây rồi. Đâu? Ốc đâu? Ồ cái quán này đẹp quá nè. Đẹp hả? Ăn ốc nè. Đâu đâu đâu? Đâu? Đây hả? Ồ đông vậy. Đi. Đi. Quán này hả? Thấy không? Đi. Ủa? Bên đây chứ? Đông không có quán nè. Đông quá à. Mình ăn ở đây nè mà giờ đông quá không có chỗ. Đi 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 kia kia. Kia kìa người ta đi kìa. Ủa? Đông quá à. Chỗ nào không có người. À kia kìa người ta đi kìa. Mình sẽ vô đây. Rồi đi vô đây ngồi. À, giờ ngồi vỉa hè ăn hàng. Chỉ có ra Hà Nội mới ngồi ăn hàng như vậy. Coi Mon kìa. Mon lại ghế ngồi đi. À. À. Ồ coi cái không khí nè, đông đúng. Nè Mon. Mon ơi. Em muốn coi sổ bắt đi. Con đang ngồi đây làm gì đây? Bán đồ. À, chị bán đồ. Có ốc rồi mà chưa có ngao nha. Đâu rồi mà cái ấy bỏ. Đây nè mọi người, đây là gừng. À, bỏ gừng vô nè ba. Bỏ gừng vô nè. Muỗng đâu? Em ơi, đảm được không? Cái này là gì ta? Nước này nước gì ta? Nước mắm hả? Bỏ xả đi. Xả vô. Đó, gừng vô, gừng vô. Gừng nhiều nhiều cho mẹ. Gừng với ớt á. Nó khều thôi à. Đó. Gừng nhiều nhiều cho ấm bụng.
Rồi được rồi. Tắt không? Chăm này, cái này tắt luôn. Này có quả tắt này, tắt luôn. Rồi. Mình quậy lên nha. Sơi thôi. Oh, ra đây là thích ăn cái món ốc này nè, ngon lắm. Ở trong mình đâu có món ốc này đâu. À, ngon quá. À. Cái này nước mắm thêm đó mà. Rồi ăn đi. Ngon đi, ngon đi, ngon đi. Kìa, cái của mình đâu? Còn nghêu chưa có. Đấy. Coi chó con nó ngồi. Xuất sắc không? Dễ luôn. Còn ngao chưa có. Ngon lắm nha. Chắc mình kiếm không ra cái kiểu này đâu. Nước mắm nào mình chọn nè. Xơi tiếp nha. Hấp dẫn quá. Ngon quá. Ăn lên tụi mình. Đi xe đói bụng á. Chẳng thường á, có ăn uống thì mấy đâu. Xuống tới nơi cái thèm ăn. Có ăn phở gà mà. Nó không có đó. Ăn được được mà. Mày cho món ăn hết rồi. Mày đâu có ăn đâu. Đồ ăn liên tục luôn, ghê ba. Đói bụng. Giống như bị thiếu ăn mấy năm. Đói lắm. Thấy thấy người ta bán đằng kia còn thèm nữa. Nhưng mà ngon ngon nhất vẫn là ở đây á, cái góc Đinh Liệt này nè. Không ngon đúng không? Ốc này là ngon nhất. Trang. Ốc Trang là ngon nhất ở đây nè. Ừ. Lần trước ra mình có ăn rồi á. Cái đó một lần rồi đó, sau rồi mình nhớ hoài luôn. Hôm đó là mình ngồi ở trong nhà. Sau rồi vô Sài Gòn á, kiếm cho bằng được cái kiểu này. Ăn đâu có ngon đâu. Nó sao cái ốc ở đây á, nó ngon lắm thật mọi người. Nó không có sản luôn. Nó là kiểu nó sạch á. Rồi. Kiểu ốc ngon nó cũng thôi luôn. Vẫn còn. Ở đây ngồi kế bên cái gì giống như cái nhà hát á. Ui ui, điệu quá vậy. Đâu đứng cái khế tàu kiểu kìa. Ba nó thì ăn, nó thì đứng tàu kiểu. Ba lấy đi ba. Ngon này. Ôi, yeah. Hấp dẫn chưa, nghêu. Xơi thôi ba. Cái này lấy ra đúng không? Đi. Thôi nhìn ngon quá, mẹ phải chấm mới được. Nè, mình phải xơi mới được. Phải chấm cái này luôn hả? Cùng nước mắm hả? 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 À, chung cùng luôn hả? Tuyệt vời. Còn cái thằng này xuất ra đảo đi, không ăn thì đi ra ngoài đi. Không ăn. Hai dĩa ốc, giờ đi tiếp. Ôi, đông nè. Đông vui quá hả ba? Ờ, đông, nay đông vui hơn đúng không? Hấp dẫn hơn đúng không? Đâu? Đồ ăn của mẹ đâu? Đồ ăn của mẹ đâu? Đông lắm. Ta ăn món gì ở đây vậy? Món nướng hả? Lẩu? Ở đây có lẩu. Nhìn ngon ghê ba. Ba ơi,
ở đây đâu toàn là lũ không à, mình phải đi kiếm món món ấy kìa. Trời ơi đâu ơi. Đông quá, đông quá. Quá đông quá, đông quá. Wow, đông quá. Vẫn chưa có hồi kết. Vẫn chưa có hồi kết. Đi hoài luôn. Nãy giờ đi, giờ dừng lại ngay quán này nè. Xóm lòng. Thấy khách cũng đông đông. Thôi, ăn xong rồi mình về. Mình về mình mặc đồ chú công an đi ngủ. Được không? Ê cái mắm, mắm tôm đó ba. Ừ, nó mắm tôm mà. Ồ, ngon dạ. Cái này có miếng bún nữa. Chị chấm lòng mới có mắm tôm. Ủa, tên chơi. Vui. Ăn hết không? Ba ăn chút. Ba ăn nữa mà. Không, ăn thử coi ngon không? Cháo lòng à? Ờ. Thử coi. Thank you.
hết này hả? Hết này là 200. À. Sao không lấy vậy? Bãi trên trường. Bon ơi. Đi ngồi đây chuẩn bị đi về nào. Xong rồi. Ở đây cũng có bún đậu luôn á. Ngon nha. Đi về thôi mọi người ơi. Ăn no rồi. Vác bụng đi về coi Mon sau kìa. Coi Mon kiểu hơn nha. Mon bye bye đi. Chào mọi người. Chào mọi người. Mon đi về đây.